tại ghế máy bay. Sự việc xảy ra trên chuyến bay từ Dublin, Ireland tới Colombia của hãng hàng không Air Canada vào tháng 9, nối chuyến tại Toronto, nữ hành khách 26 tuổi cho biết, trong trạng đầu tiên, máy bay bị hoãn 2 tiếng. Khi đó, hành khách đều lên máy bay và người phụ nữ đã xin phép 4 lần trong thời gian hoãn để được dùng nhà vệ sinh. Tiếp viên từ chối và yêu cầu cô ngồi nguyên vị trí, do không chịu nổi, nữ hành khách buộc phải đi tiểu ngay chỗ ngồi. Trong hành trình dài 7 tiếng tiếp theo, cô phải ngồi trên ghế ướt đó. Nữ hành khách cảm thấy bị sỉ nhục và cho biết, phi hành đoàn đã phớt lờ cô suốt chuyến bay. Khi cô cố gắng khiếu nại, các tiếp viên đứng ẩn ở cuối máy bay. Máy bay hạ cánh xuống Toronto, nữ hành khách phải thuê khách sạn để tắm rửa sạch sẽ. Hãng bay được cho là đã tặng nữ hành khách một phiếu mua hàng trị giá 370 đô la Mỹ như một sự bồi thường. Tuy nhiên, cô từ chối vì không bao giờ sử dụng nó sau những gì đã xảy ra. Hiện hãng hàng không vẫn chưa lên tiếng về sự việc trên.